Vào ngày 12 tháng 3 năm 1988, một sự kiện chấn động thế giới đã xảy ra. Hàng loạt người bị hóa quỷ diễn ra trên khắp mọi nơi, đặc biệt là Nhật Bản. Lưu ý, đây là chuyện có thật, xảy ra ở movie 9 của Doraemon, Nobita Tây Du Ký. Movie này ghi nhận mức doanh thu khá cao và có lượng người xem thuộc top những movie ăn khách nhất về chú mèo máy Doraemon. Còn gì tuyệt vời hơn khi hai tác phẩm tuổi thơ được kết hợp là một, đúng không nào? Chào mừng các bạn đã đến với Hải Hỏi Chấm. Và đây là Nobita Tây Du Ký, là phần phim điện ảnh thứ 9 ra mắt vào ngày 12 tháng 3 năm 1988 tại quê nhà Nhật Bản, được đạo diễn bởi Tsutomu Shibayama và kịch bản do Motohira Ryo, sáng tạo dựa trên nguyên tác Doraemon của Fujiko F. Fujio và Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Khác với tất cả các movie, Doraemon Tây Du Ký không hề có phiên bản truyện tranh từ trước. Vào thời điểm đó, sức khỏe của người tác giả không được tốt nên chỉ kịp hỗ trợ hoàn thành phần kịch bản để kịp tiến độ movie. Sau đây, tôi xin được tóm tắt ngắn gọn nội dung của phim, phục vụ cho việc phân tích những tình tiết ở phần sau nhé. Nhằm chuẩn bị cho lễ hội trường, lớp 4E quyết định diễn vở kịch Tây Du Ký. Trong giấc chiêm bao, Nobita tưởng mình là Tôn Ngộ Không, cưỡi mây cầm gậy như ý, đánh đuổi yêu quái rất ngổ lòi. Nhưng khi tỉnh lại, vai diễn Tể Thiên Đại Thánh là của Dekisugi. Phận bad luck như Nobita chỉ được làm quần chúng thôi. Nobita không cam chịu, còn nói rằng Tôn Ngộ Không là có thật nên bị các bạn cười cho thối mũi. Thế là cậu ta dùng cỗ máy thời gian quay về thời nhà Đường tìm Tôn Ngộ Không. Tại đây, Nobita thực sự trông thấy Đại Thánh cưỡi cân đầu vân bay qua đầu, đã thấy còn rất giống mình. Hơn nữa, trong khi lang thang, một cậu bé còn gọi Nobita là Tề Thiên Đại Thánh. Không giấu nổi sự háo hức, Nobita quay trở về, lôi các bạn theo để khoe mẽ. Và rồi Nobita phải thất vọng khi chẳng thấy ai liên quan tới Tây Du Ký ngoài Đường Tăng, một nhân vật có thật trong lịch sử. Không muốn rơi xuống con sông quê, Nobita cầu xin sự giúp đỡ từ mèo ú. Và Doraemon đã biến Nobita thành Tôn Ngộ Không nhờ bảo bối, cỗ máy trò chơi người hùng. Nobita chui ra đời thực và thần thông quảng đại như hàng thật. Mỗi tội hậu đậu quá nên lộ hết mánh khóe, quê gấp đôi luôn. Nhóm bạn mò về nhà Nobita và chui vào bảo bối để chơi trò Tây Du Ký. Nhưng lạ thay, dù đi khá lâu nhưng vẫn không thấy bất cứ con yêu quái nào. Và trò chơi cũng tự tua đến đoạn cuối. Nghĩ do máy hỏng và trời cũng tối rồi nên mọi người giải tán. Hôm sau, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra ở khắp mọi nơi. Ngoại trừ nhóm bạn, ai ai cũng trở thành yêu quái. Dù không bị người yêu phản bội cũng mọc sừng. Hóa ra do sơ suất, quên tắt bảo bối nên lũ yêu quái trong game đã chui ra ngoài. Doraemon và các bạn phải đóng vai The Flash, trở về thời nhà Đường một lần nữa để xóa bảng, lập lại trật tự thế giới bằng cách thu phục yêu quái. Trước đó, các bạn chui vào trong cỗ máy một lần nữa và chúng ta có Tô Ngộ Nô, Trái Bát Giới, Sư Ngộ Tĩnh và Chi Tam Tạng. Sau đó, nhóm bạn đã giải cứu thành công Đường Tăng và cậu bé mà Nobita gặp lúc trước dưới móng vuốt của yêu quái Kim Giác và Ngân Giác. Họ thu phục được Kim Giác nhưng để cho Ngân Giác chạy mất. Cậu bé kia tên là Tiểu Lâm, nhận nhiệm vụ chăn ngựa theo phó tá Đường Tăng thành kinh. Nhóm bạn chia tay Đường Tăng. Về phía Ngân Giác, sau khi trốn thoát và quay về hang ổ của La Sát Bà Bà thì hắn bị mụ ta của trách vì làm việc quá khinh suất. Nhưng mụ ta không lo lắng vì đã sớm cài gián điệp bên cạnh Đường Tăng rồi. Đêm đó, Đường Tăng bị đánh thức bởi lũ yêu quái, vô tình nhìn thấy đồ đệ đang giao tiếp với chúng nhưng vẫn cố giả vờ ngủ. Cùng lúc đó, Nobita và Shizuka không ngủ được, cả hai đã có một đêm ngắm sao với nhau rất lãng mạn. Cứ tưởng giả vờ mắt không thấy thì tim không đau. Sáng hôm sau, Đường Tăng đã bị lũ yêu quái bắt đi. Tiểu Lâm cay đắng nói lời xin lỗi sư phụ, rồi chạy cắm đầu cắm cổ hơn cái bị chó đuổi. Chạy mãi thì cũng khát nước. Đúng lúc đó thì gặp Nobita về quá khứ để tìm Tôn Ngộ Không. Còn Tôn Ngộ Nô hiện tại đang đi thám thính xung quanh và tìm thấy Hỏa Diệm Sơn, căn cứ của bọn yêu quái. Cậu bị tấn công bởi lũ quỷ tiểu tốt. Thấy tình hình chậm chạp nên La Sát Bà Bà đã đích thân dùng quạt bát tiêu tiến Nobita đi một đoạn khá xa và tình cờ rơi xuống trước mặt của Tiểu Lâm. Trong nguyên tác, sức mạnh của quạt bát tiêu được miêu tả là khi bị quạt trúng, con người bay tới 84.000 dặm mới ngừng. May đây là Thánh Nô đấy nhé. Đến đây, Nobita mới biết sư phụ Đường Tăng đã bị yêu quái bắt đi. Trong lúc Nobita giao chiến với La Sát Bà Bà, Doraemon, Chan và Suneo đã thu phục được Ngân Giác, nhưng Shizuka đã bị yêu quái bắt đi do nhầm lẫn là Đường Tăng. Cả nhóm quyết định tiến đến Hỏa Diệm Sơn để cứu người. Thông qua chỉ dẫn của Tiểu Lâm, họ thành công đột nhập và vượt qua các cạm bẫy, nhưng khi gần đến nơi thì ngay lập tức sập bẫy của La Sát Bà Bà. Lúc đó họ mới biết, Tiểu Lâm chính là gián điệp của lũ yêu quái. Cậu chính là Hồng Hài Nhi, con trai của Ngưu Ma Vương và bà La Sát. Cả bọn bị treo lên giàn, đời bị sực bởi Ngưu Ma Vương. Đường Tăng ngay từ đầu đã biết đồ đệ là tay sai của quỷ, nhưng ngài đã nói rằng dù đó có là yêu quái, nếu muốn theo ta thỉnh kinh thì ta luôn sẵn lòng. Chính những lời này đã thức tỉnh Tiểu Lâm. Khi Ngưu Ma Vương chuẩn bị ăn thịt Doraemon thì Dorami xuất hiện, tạo cơ hội cho Tiểu Lâm giải thoát các bạn. Một trận chiến ác liệt diễn ra, Ngưu Ma Vương đạp vào chảo dầu khiến xung quanh biến thành biển lửa. Tiểu Lâm nhanh chóng dẫn mọi người ra khỏi đây nhưng bị La Sát Bà Bà cản lại. Tiểu Lâm dùng thân phận con trai để ngăn chặn bà ta. Cùng lúc đó, Nobita hóa lớn gậy như ý, giáng cho Ngưu Ma Vương một đòn chí mạng. Nhưng giáng mất đầu, các yêu quái lần lượt mất hết phép thuật, còn La Sát Bà Bà thì rơi xuống biển lửa. Hỏa Diệm Sơn bắt đầu rung chuyển, mọi người nhanh chóng thoát thân trước khi ngọn núi nổ tung. Kể từ đó, Hồng Hài Nhi cải tạo quy chính, theo hầu Đường Tăng đến Tây Trúc Thỉnh Kinh. Nhóm Nobita trở về thế giới thực, mọi người đã thoát khỏi nạn yêu quái, thế giới yên bình trở lại. Sau khi dành thời gian nghiền ngẫm, cá nhân tớ thấy có một số điểm mà phim làm chưa tốt cho lắm. Boss chưa ấn tượng. Chúng ta hãy nói về các mini boss trước, đó là anh em Kim Giác, Ngân Giác. Có thể thấy, ngoài tạo hình có chút đáng sợ, hai anh em này chỉ được cái to xác, chứ không có năng lực trí óc hay thần thông gì. Khả năng đặc biệt duy nhất được thể hiện trong phim cũng đến từ chiếc bình bảo bối. Anh vàng em bạc trong nguyên tắc Tây Du Ký tuy cũng hơi yếu thật, nhưng bù lại, chúng có mức độ gian xảo nhất định và rất hay hiến kế cho boss, chứ không nhạt nhòa như trong movie của Doraemon. Một con boss ít cây máu tiếp theo là bà La Sát, tạo hình tương đối giống với nguyên tắc, tay luôn cầm theo chiếc quạt ba tiêu trừ xanh, nhưng so với độ độc ác thì không thể nào sánh với nguyên tắc. Có lẽ đạo diễn Shibayama cố ý muốn giảm bớt phần ác trong bà ta để tạo cơ hội cho phân đoạn tình mẫu tử được thể hiện ở cuối phim. Thật sự mà nói, phân cảnh này không để lại quá nhiều ấn tượng với tớ. Việc bà La Sát nhanh chóng dừng tay sau khi nghe lời cầu xin của Tiểu Lâm lại mang hơi hướng của một hiệu ứng tâm lý hơn là sự lên ngôi của lão Trác Ẩn. Kiểu như những phân cảnh mà người xấu ngừng đòn tấn công ngay khi nghe ở đâu đó vang lên câu dừng tay lại vậy. Giờ đến lượt chùm cuối, Ngưu Ma Vương. Tương tự anh em Kim Giác Ngân Giác, Ngưu Ma Vương không khác gì một bao cát có 100 thanh máu, làm nền cho pha biến to gợi như ý giúp cả nhóm lật kèo của Nobita. Từ đầu đến cuối, Ngưu Ma Vương không hề xuất hiện trong kế hoạch bắt Đường Tăng. Suy ra, hắn chỉ có mỗi một nhiệm vụ là làm màu, còn âm mưu hèn kế bẩn đều do một tay vợ hắn lo liệu. Đến hồi cuối của phim, khi có trong tay tất cả những con mồi, hắn lại chẳng được tích sự gì, chỉ biết chăm chăm bốc Doraemon lên với vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Hành động này trong nguyên tắc chỉ xuất hiện ở những con yêu quái cấp thấp, còn những yêu quái cấp cao đa phần luôn bình tĩnh. Sau khi có được Đường Tăng trong tay, phải tính xem nấu món gì cho ngon, chia chác thế nào cho thuộc hạ, thậm chí còn tính xa xem sẽ làm gì sau khi có được sự bất tử, chứ ai lại thèm muốn ăn tươi nuốt sống như thế bao giờ. Shizuka vô dụng. Có bạn nào xem phim mà thắc mắc Shizuka có vai trò gì trong movie này không? Ngoài cảnh ngắm sao lãng mạn với Nobita để kéo fan OTP, hầu như Shizuka chả làm được gì cả. Bảo bối cô máy anh hùng phân cho cô nàng trở thành Đường Tăng, thì trong phim cũng có hẳn một Đường Tăng chính hiệu nắm vai trò đánh chuông thức tỉnh tâm hồn cho nhân vật khác, chứ cũng chẳng đến lượt Shizuka ra tay. Vẫn biết là thời đó các nhân vật nữ không được ưu ái đất diễn cho lắm, nhưng phế thế này thì hơi quá rồi đạo diễn ơi. Điểm vô lý về mặt thời gian. Doraemon Tây Du Ký là movie duy nhất mà sự kiện trong phim tác động làm thay đổi thế giới gốc. Tuy nhiên, tác giả đã chọn cách thức thời gian và nó đã gây ra một số hệ lụy về mặt logic. Như đã biết, nhóm bạn Nobita vô tình thấy yêu quái ở quá khứ, từ đó khiến cho thế giới hiện tại tiến hóa thành thế giới yêu quái. Nhóm Nobita không bị ảnh hưởng thì dễ hiểu rồi, vậy còn Dorami thì sao? Lý giải hợp lý duy nhất cho việc này thì không gì qua được thuyết đa vũ trụ rồi. Đến cả tên tiếng Anh của phim cũng là Parallel Journey to the West, tức là Tây Du Ký ở thế giới song song. Theo đó có thể hiểu rằng nhóm Nobita đã du hành đến một vũ trụ song song và mọi sự chuyển biến đều diễn ra ở đó. Thế nên, việc Dorami không bị ảnh hưởng bởi thế giới yêu quái đã được giải thích. Nhưng lại nảy sinh một nghi vấn khác, tại sao Dorami ở vũ trụ khác lại biết anh hai đang ở thế giới yêu quái và đến cứu? Và những nhân vật như Nobita, Doraemon, Chan, Suneo và Shizuka ở thế giới yêu quái đã đi đâu? Thật ra, có một chi tiết khiến cho toàn bộ nội dung phim được chứng minh là một vòng lặp khép kín. Đó là khi Nobita trông thấy chính mình là Tôn Ngộ Không. Thế cuối cùng là dư nào? Cho xin câu trả lời chính xác đây. Câu trả lời là không có, vì ngay từ ban đầu, cách đặt vấn đề của phim đã tự gây mâu thuẫn cho chính nó, khiến các tình tiết trong phim dù có xảy ra theo cách nào cũng không thể khiến cho sự mâu thuẫn này trở nên hợp lý được. Thôi thì cứ theo như lời mọi người vẫn hay nói, không cần thiết phải xăm xoa logic trong phim hoạt hình đâu, nhỉ? Trên đây là một số điểm hạn chế của phim mà tớ nhìn thấy, chúng khiến cho movie này không khác nào một tập TV series được kéo dài hơn 90 phút vậy. Nếu còn điểm nào bất hợp lý, các bạn hãy bình luận bên dưới nhé. Tuy nhiên, nếu châm trước mà bỏ qua cho những hạn chế trên, ta sẽ thấy phim có rất nhiều điểm mạnh đấy. Câu chuyện sáng tạo. Như tớ đã đề cập, đây là movie duy nhất dám dũng cảm xây dựng sự kiện trong phim làm ảnh hưởng đến thế giới gốc. Còn những movie Doraemon, Nobita và chuyến phiêu lưu và sứ quỷ, mặc dù thế giới phép thuật được tạo ra bởi tủ điện thoại yêu cầu, nhưng mấy bức tượng đá của Doraemon và Nobita vẫn xuất hiện được ở thế giới gốc thông qua chiếc túi thần kỳ. Hoặc một số chi tiết nhỏ khác ở các movie dù có ảnh hưởng đến thế giới gốc cũng không có quy mô thay đổi cả lịch sử thế giới như movie 9 này. Nhắc lại thì cái vụ tượng đá trong movie chuyến phiêu lưu và sứ quỷ cũng hơi vô lý vậy đấy, kiểu gì cũng tới công chuyện về tớ, nhưng đó sẽ là một video khác nhé. Quay lại với chủ đề chính, Doraemon Tây Du Ký được dựa trên nguyên tác của Ngô Thừa Ân, vậy nên tớ xin phép so sánh một chút. Về điểm giống nhau, tất nhiên nằm ở các nhân vật, hầu hết tạo hình và sức mạnh đều bám khá sát nguyên tác. Còn về điểm khác nhau, tớ nhất định phải nói đến sự tri ân mà đội ngũ sản xuất dành cho câu chuyện có thật. Về khoản này, movie Doraemon đã làm tốt hơn cả. Tác phẩm của Ngô Thừa Ân chưa làm rõ chuyện Đường Tăng và hành trình đến Tây Trúc Thỉnh Kinh của ngài là có thật. Ngay cả bộ phim truyền hình nổi tiếng sản xuất năm 1986 cũng không đề cập đến việc này. Điều đó khiến cho rất nhiều người lầm tưởng rằng toàn bộ những gì họ đọc hay xem đều là giả tưởng. Còn ở movie Doraemon, câu chuyện có thật về Đường Tăng đã được đưa lên trước cả những diễn biến chính của phim trong lần trở về quá khứ thứ 2 của Nobita cùng các bạn. Hồi đó, chính nhờ movie này mà tớ mới biết Đường Tăng có thật đấy. Xây dựng bối cảnh hiệu quả. Thế giới yêu quái mà phim xây dựng đã thật sự khiến tớ có cảm giác rùng mình bởi màu sắc u ám, ảm đạm, từng chi tiết nhỏ được kết hợp lại với nhau khiến cho thế giới yêu quái này thật hơn bao giờ hết. Từ cái bóng của ông Nobi hiện lên sau tờ báo cho đến bát canh thằn lằn đáng sợ mà bà Nobi dọn lên bàn, đến một tòa lâu đài yêu quái nằm sừng sững giữa những cao ốc cũng đủ khiến người xem mường tượng ra một thế giới mà yêu quái đứng trên đỉnh sẽ như thế nào. Mà quan trọng, tất cả những sự u ám này đều chỉ xuất hiện trên phim trong vỏn vẹn chưa đầy 20 phút, kể từ lúc nhóm bạn chơi game Tây Du Ký không có boss cho đến khi họ quyết định trở về quá khứ để thu phục yêu quái. Thời lượng tuy ngắn nhưng ám ảnh để lại cũng rất lớn, nhưng ý nghĩa sâu sắc. Ngoài sự tri ân đến câu chuyện có thật của Đường Tam Tạng, movie 9 còn ẩn chứa những bài học sâu sắc khác thông qua các nhân vật, trong đó phải kể đến Tiểu Lâm. Tiểu Lâm vốn là Hồng Hài Nhi, một yêu quái theo lệnh của mẹ mà giả làm cậu bé dắt ngựa phó tá Đường Tăng thành kinh chờ ngày bắt gọn. Thế nhưng ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu lại khóc nức nở và bỏ chạy đến nỗi ngất đi giữa sa mạc rộng lớn. Tiếp đó, hành động Tiểu Lâm dẫn nhóm Nobita vào bên trong Hỏa Diệm Sơn để giải cứu hai Đường Tăng là thật sự xuất phát từ trái tim của cậu, vì khi cả nhóm sập bẫy của bà La Sát, Tiểu Lâm cũng rất bất ngờ. Kể từ sau đó, Tiểu Lâm lại trở về đứa con ngoan của bà La Sát và không dám hành động để cứu thầy và các bạn. Thật may, những lời nói của sư phụ đã khai sáng và tiếp thêm động lực giúp cậu đưa ra quyết định đúng đắn. Dựa vào những chi tiết đó, ta có thể khẳng định Tiểu Lâm bản chất không hề xấu xa. Mọi việc xấu cậu làm đơn giản chỉ vì sợ mẹ mà nghe theo, với lại chưa đủ trưởng thành để có thể thoát ra khỏi sự áp đặt của cha mẹ. Ngày qua ngày theo phò trợ Đường Tăng, được cùng thầy tụng kinh niệm Phật, Tiểu Lâm đã mở mang đầu óc và biết phân biệt phải trái, đúng sai, và rồi ngồi khóc trong bất lực khi chính mình đã phản bội thầy. Khoảnh khắc Tiểu Lâm quyết định giải cứu bạn bè ở lâu đài cũng là lúc cậu phá kén và trưởng thành, dám chống lại sự độc ác của cha mẹ để làm việc thiện. Dù vậy, Tiểu Lâm vẫn luôn là một đứa con có trái tim ấm áp. Cậu không chối bỏ mối quan hệ gia đình khi chống lại cha mẹ. Cậu rất đau khổ và tiếc thương khi thấy họ phải trả giá. Tiểu Lâm thật sự là một tấm gương sáng, chứa đựng nhiều bài học ý nghĩa để chúng ta cảm nhận và áp dụng vào chính bản thân mình. Và đó là đánh giá của tớ về Doraemon, Nobita Tây Du Ký. Nếu các bạn hỏi movie này có hay như tớ tưởng, thì tớ xin trả lời là không, vì nó còn hay hơn rất nhiều. Cảm xúc thật sự rất khó tả. Nếu các bạn cũng giống tớ và biết đó là cảm xúc gì, thì hãy bình luận ngay ở bên dưới để chia sẻ với tớ nha. Đừng quên like và đăng ký kênh để đón chờ những video sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!